260 Dâm dương hoác Tên khác Dâm dương hoác lá mát Bộ phận dùng Phần trên mặt đất của một số loài dâm dương hoác thu hái vào mùa hè thu lúc cây mọc xanh tốt Loại bỏ tạp chất, phơi nắng hoặc phơi trong dâm Dâm dương hoác thường được chế biến như sau Đụn nhẹ lửa mỡ dê 20g đã được tinh chế đến khi chảy lỏng Gạn bỏ tóp mỡ cho dâm dương hoác 100g đã thái nhỏ vào đảo cho thấm hết mỡ dê, sau đó sao khô. Tác dụng dược lý một Tác dụng với hệ tim mạch Nước sắc dâm dương hoắc 20% trên tiêu bản cô lập tim mạch vành chuột lang dùng với liều 0,5ml cho thẳng vào dịch truyền có tác dụng làm tăng lưu lượng mạch vành 132,1% so với thời điểm trước lúc dùng thuốc. Trên chó gây mê mở lồng ngực, nước sắc dâm dương hoắc tiêm tĩnh mạch với liều 1 gram dược liệu trên liệu trên kg thân trọng, làm lưu lượng mạch vành tăng 112,2% và kéo dài trong vòng 20 đến 60 phút, đồng thời trở kháng mạch vành giảm. Dạng chiết dâm dương hoắc trên mô hình cơ tim thiếu máu ở chuột cống do chế phẩm thùy sau tuyến yên gây nên thể hiện tác dụng bảo vệ tim rõ rệt. 2. Ảnh hưởng đối với hệ miễn dịch Flavonoid toàn phần chiết từ dâm dương hoắc, thí nghiệm trên chuột nhắt trắng, tiêm dưới da với liều 25mg và 50mg trên kg, dùng liên tục trong 7 ngày. Có tác dụng gia tăng lượng kháng thể hemolysin huyết thanh, tăng số lượng tế bào hình thành kháng thể ở lách, thúc đẩy sự chuyển dạng tế bào lympho và tăng cường tác dụng thực bào của các đại thực bào. 3. Ảnh hưởng đối với tế bào tủy chuột nhắt trên môi trường nuôi cấy tế bào tủy ngoài cơ thể, chất polysaccharide của dâm dương hoắc với các liều 10, 25, 50, 10 và 100 microgram có tác dụng thúc đẩy sự tăng trưởng của tế bào tủy. 4. Tác dụng nội tiết sinh dục Dâm dương hoắc dùng sống và dâm dương hoắc đã qua bào chế đối với chức năng sinh dục có tác dụng không giống nhau dâm dương hoắc qua bào chế, thí nghiệm trên chuột nhắt trắng đực, cho thuốc vào dạ dày với liều 15g trên kg, dùng liên tục trong 10 ngày, có tác dụng làm tăng lượng testosterone trong máu và tăng trọng lượng cơ nâng hậu môn. Còn dâm dương hoắc dùng sống không có tác dụng nâng cao khả năng sinh dục, trái lại làm giảm lượng testosterone và trọng lượng cơ nâng hậu môn. Trong một nghiên cứu trên lâm sàng, nước sắc của lá dâm dương hoắc dùng điều trị cho 14 bệnh nhân giảm bạch cầu, có 3 người khỏi bệnh và 9 người có tiến bộ rõ rệt. Lượng bạch cầu tăng từ 2.440 cộng trừ 992 trên mm khối lên 4.060 cộng trừ 96 trên mm khối. Tính vị công năng Dâm dương hoác có vị ngọt, tính ôn, vào các kinh can thận, có tác dụng bổ thận, tráng dương, khư phong trừ thấp, cường gân cốt. Công dụng: Dâm Dương Hoắc được dùng làm thuốc bổ thận, mạnh gân cốt, chữa liệt dương, bại liệt, bán thân bất toại, phong thấp tỷ thống, bệnh mạch vành, cao huyết áp, thiếu máu, giảm tiểu cầu, viêm thận. Ngày dùng 10 đến 12 g dưới dạng thuốc sắc ngâm rượu. Bài thuốc có Dâm Dương Hoắc: 1 chữa liệt dương, Dâm Dương Hoắc, Tiên Mao, Ngũ Gia Bì, mỗi vị 125 g, nhãn bỏ hạt 100 quả ngâm rượu trắng 1500 đến 2000 ml trong 20 ngày, ngày 2 lần, mỗi lần uống 20 đến 30 ml. Hoặc dâm dương hoắc 8 g, sinh khương 2 g, cam thảo 1 g, nước 600 ml, sắc còn 200 ml chia 3 lần uống trong ngày. 2. Chữa xuất tinh sớm, lưng gối mỏi đau, chân tay mỏi, đái rát. Dâm dương hoắc, phá cố chỉ, thục địa, hoài sơn, Ngưu Tất, Hồ Lô Ba, Thỏ Ti Tử, Ba Kích Thiên, Ích Chí Nhân, Phục Linh, Sơn Thổ Nhục, mỗi vị 500g. Trầm Hương 60g, Nhục Thung Dung 2.500g, Lộc Hiêu 500g. Tất cả nghiền nhỏ trộn với mật làm thành viên bằng hạt đậu, mỗi lần uống 10g, ngày 2 lần. 3. Chữa cao huyết áp trong thời kỳ mãn kinh ở nữ giới. Dâm Dương Hoác, Tiên Mau, Ba Kích trì mẫu, hoàng bá mỗi vị 9 g, sắc nước uống ngày một thang. 4. Thuốc bổ thận cho người cao tuổi. Dâm dương hoắc, tiên mao, tang thầm, tử hà sa, hoài sơn, thỏ ti tử, hoàng tinh thuộc địa mỗi vị 15 g, sơn thù nhục 12 g, thận dê hai quả, nấu nhừ ăn cả cái lẫn nước làm 2 đến 3 lần trong ngày. 5 chữa thận dương suy yếu, liệt dương di tinh, lưng gối đau mỏi, phong thấp tỳ thống. Dâm dương hoác 100g, rượu trắng 500ml, dược liệu chặt nhỏ, bọc trong vải gạc, ngâm rượu trong 2 tuần, mỗi lần uống 10ml, ngày 2 lần. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam, chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng, hãy truy cập trang web bảo kỳ nam.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên facebook zalo cho nhiều người cùng biết để tiếp tục xem các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác